Chào anh em, lại là món sử dụng lò vi sóng. Đấy, lò vi sóng Hitachi số bảng nhật vip.com thì chúng tôi sẽ việt hóa toàn bộ chữ này. Nay nướng thử món khoai lang này, tí nữa có thành phẩm thì tôi sẽ báo cáo các bác nha. Đấy, bây giờ là còn khoảng 12 giây nữa về cái việc nướng khoai. Đầu tiên thì tôi chọn chế độ 32, nhưng mà sau khi này xong thì nó chỉ gọi là như kiểu là luộc thôi, sau đó phải chuyển sang chế độ 14. Đấy, ok rồi, chúng ta cùng xem cái thành quả như nào. Đó, khoai nướng rất là ngon luôn các bác nhé, khoai nướng rất là ngon. Đấy, tí nữa tôi sẽ cắt ra cho các bác xem như nào. Đó, rất là ngon. Mời các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với shop chúng tôi để biết thêm về cái loại là lò vi sóng này nhá. Chúng tôi sẽ việt hóa toàn bộ về, rất dễ sử dụng. Khoai nướng từ lò vi sóng Hitachi cho anh chị em nào có nhu cầu. Đó, khoai rất là ngon luôn.